Vâng, theo thông tin của tôi bây giờ mới biết thì là vẫn đánh chạm 3 và đánh theo C như bình thường. Trận đấu tiếp theo Hồng Anh của chúng ta cầm Yamato. Nhà trận này lại ở góc 7 rưỡi 8 giờ. Một nền đất đầu tiên là nền đất xanh mượt nhưng đi ra ngoài thì lại là một nền đất sa mạc và nhà thì lại là hình lòng chảo. Vâng, những bước dò đầu tiên tìm mỏ quả đầu thì mỏ quả đầu vẫn chưa thấy và rất may Hồng Anh không bị chết dần đầu. Việc chết dần đầu theo tôi nghĩ đấy là một không khác thì nó không khác thì là một thảm họa cho lắm. Vì việc chết dần đầu thì tất cả những công việc tiếp theo mà tất cả những công việc tiếp theo của thằng dân ấy làm được trong vòng 8 đến 9 phút hoặc là 10 phút sau khi kích đời thì là khá là nhiều. Vâng, kèo đấu này sẽ là kèo đấu Yamato và Per. Tay chiếm khét lẹt Gunny được cầm Per và một game thủ mới nổi Hồng Anh, rất nhiều fan hâm mộ là cầm Yamato. Yamato trận này có hai cây gỗ đầu 75. Những bước dò đầu tiên thì game thủ của Hồng Anh đã tìm thấy được bãi quả đầu ngay bên cạnh đàn hươu đầu của mình. Nhà chưa có một cánh rừng thông nào, mới chỉ thấy hai cánh rừng dừa, rất là trống trải. Đây bãi vàng đã thấy rồi. Vâng, đây rồi, một đôi voi. Phía xa xa kia có một con voi nữa. Vâng, Hồng Anh đang, theo tôi nghĩ là em đang định thiết kế là cho ba voi này về một chiếc BS đầu tiên luôn. Việc nông dân, vâng, trên đường đi dò tiếp theo thì lại gặp một con sư tử. Việc nông dân IA và nông dân AC có tốc độ di chuyển nhanh hơn bình thường thì nó cũng đồng nghĩa với lại việc câu voi cũng là khá là khó khăn. Cho nên là không, Hồng Anh đã không cho ba voi về chung một chiếc BS đầu, em quyết định là câu voi về thẳng nhà chính. Vâng, em lỗi rồi, một con voi có lẽ là do hôm nay trời lạnh cho nên là đã yếu đuối và lăn đùng rồi chết ngay bãi vàng ở đầu tiên. Vâng, Hồng Anh đang phải do hiện tại chỉ có đủ gỗ đóng chiếc BS đầu tiên cho nên em đang phải nhà tạm một con voi ở khoảng cách khá là xa nhà chính. Vâng, các bạn có thể thấy đàn hươu rất là khó bảo. Vâng, sau khi đủ chiếc đủ gỗ đóng chiếc bé thứ hai, em liền lập tức thiết kế để ăn ngay đôi voi đầu tiên mà có lẽ là nó đáng lẽ ra đầu tiên nó phải chết ở nhà chính. Vâng, 5 dân chặt gỗ. Số dân hiện tại của em bây giờ là 22. Vâng, em đang phải đưa hai con hươu ở sát mép tường này về nhà chính. Vâng, đóng BE kiểu này thì là rất là khó. Vâng, may quá con hươu đã, vâng, cả hai con hươu đã rất ngoan ngoãn và tách ra khỏi mép tường. Vâng, nó đã hạ cánh đúng theo cái lộ trình mà Hồng Anh có lẽ là mong muốn nhất. Vâng, Hồng Anh tiếp tục câu một con voi ở phía xa nữa về. Đồ ăn trận này của nhà Hồng Anh theo tôi đánh giá là khá là xấu. Voi thì ở xa, bầy hươu đầu thì chỉ có 4 con, bãi quả đầu thì tìm thấy muộn. Nói chung là ở trận đấu này Yamato thì là tuyển nhưng mà đồ ăn và tài nguyên cũng như là mà bài vở ở rừng rú nó sắp xếp là không được nuột nà cho em cho lắm. Nhưng thôi không sao, mà Yamato thì gì 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 thì nó cũng có bánh xe và đánh thì đánh với lại Per thì cũng chảy gối, không không được rồi. Vâng, tôi vừa nhìn thấy là Hồng Anh soi tham thì gần đi lên đời rất là sớm. Không biết trận này Hồng Anh lấy cái gì ra mà chống gần đi đây. Phù của IA thì cũng rất là tuyển nhưng mà với Per thì việc lên đời sớm như thế này tôi nghĩ là chỉ
một phút nữa thôi, Hồng Anh sẽ hứng chịu những đợt chọc giò đầu tiên của Gunny. Vâng, Hồng Anh vừa kick đời ở 11:30 mới chỉ có 23 dân. Vâng, chỉ có một cánh rừng dừa rất là mỏng manh. Bãi vàng đây rồi. Con ngựa giò của vâng một pha 7E rất là nhanh của Hồng Anh. Con ngựa giò của Gandhi đã tới nhà của Hồng Anh. Vâng, một pha 7E tiếp theo. Nhưng rất tiếc pha 7E vừa rồi thì lại xịt. Vâng, với việc tốn quá nhiều lực để bo bế lúc đầu như thế này thì Hồng Anh sẽ rất là khó để việc châu phù là chống lại lạc đà của Persian. Vâng, con ngựa giò của Gandhi anh điều rất hiệu quả, phát hiện toàn bộ những cơ sở làm ăn của Hồng Anh. Những điểm nhạy cảm như bãi vàng hoặc là bãi gỗ thì đây rồi, Gandhi đã công lên, biết là Hồng Anh bo bế và đánh chầy gối để chờ phù ra để Hồng Anh Gandhi đã cho một con tê cho dân lên đóng ngay một con A ở sát nhà của Hồng Anh để công tê bãi vàng. Vâng, có lẽ thì có lẽ mọi việc sẽ chấm hết ở đây. Hồng Anh chưa có bánh xe. Hồng Anh vẫn đang chầy gối. Vâng, con tê thứ hai cũng đã làm thịt toàn bộ bãi vàng đầu tiên của. Vâng, Hồng Anh gõ một. Trận đấu kết thúc.